Sơn Bình Phước. Anh ghi họ tên gì vậy? Anh Hùng quận 1. Anh ghi họ tên Sơn. Đâu chỗ nào trời? Phía đại nha. Nhiều cứ cẩn thận, bất cứ không trả bảo hành được nha. Sơn 2S đen một cái. Rồi, cứng. Đủ. Anh lên chưa? Anh ơi. Anh lên Sài Gòn chưa? Ngày em thấy anh tiếng anh chà. À, mình đi chưa? Mình đi chơi xong chưa? Mình đi xong chưa? Hai nữa.